Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nghệ sĩ Quang Thắng chuyển lên Hà Nội sống trong căn nhà chỉ có 30m2. Chuyển lên Hà Nội, gia đình nghệ sĩ Quang Thắng sống trong căn nhà 30m2 với 5 nhân khẩu. Vì sự chật chội này mà vợ và các con anh lại trở về quê Hải Phòng. Tôi cũng ước ao lắm nhưng có khi trả được tiền mua nhà mình gom góp được bao nhiêu thì giá nhà đã lên gấp mấy lần. Sau nhiều năm ấp ủ, cuối cùng nghệ sĩ hài Quang Thắng đã quyết định rời đoàn kịch Hải Phòng để đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội. Mấy năm trước do công việc chủ yếu ở Hà Nội nên anh cũng đã về nhà hát Tuổi Trẻ được 3 năm. Nhưng rồi thấy không hợp nên lại về Hải Phòng. Nay đoàn kịch Hải Phòng không còn nữa mà sát nhập với trung tâm văn hóa nên cơ hội diễn của diễn viên không còn nhiều. Điều này khiến táo kinh tế quyết định chuyển lên hẳn Hà Nội. Nếu đoàn kịch còn, Quang Thắng sẽ không chuyển vì gia đình đã quen sống ở đó, mọi thứ cũng đang rất tốt. Dù chuyển công tác nhưng nghệ sĩ Quang Thắng bảo anh không thấy bỡ ngỡ vì đã đi diễn chung với các nghệ sĩ rất nhiều ở đoàn kịch Hải Phòng. Anh vẫn thường xuyên cộng tác với các diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, Minh Hòa, Công Lý, Trung Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, vân vân. Giờ được về một nhà với các anh em, tôi thấy mọi thứ rất tốt. Để được tạo điều kiện mỗi khi tham gia các công việc bên ngoài, bù lại mỗi khi nhà hát có vai, tôi đều tuân thủ gạt hết các show bên ngoài để về tập diễn, Quang Thắng chia sẻ. Vừa mới đây, anh hoàn thành vai diễn trong vở kịch Hà Thành Chính Khí, vai đại tá người Pháp. Cuối năm là thời điểm bận rộn của nghệ sĩ nhưng anh bảo công việc ở nhà hát vẫn phải đảm bảo rồi, làm gì mới làm, không thể ăn cây táo rào cây sung được. Do chuyển công tác chính thức nên nghệ sĩ Quang Thắng cũng đưa cả gia đình lên Hà Nội. Anh mua một căn nhà nhỏ rộng hơn 30m2 để đón vợ và con lên sống chung. Nhưng mới đây vợ và các con anh lại trở về Hải Phòng. Hỏi anh có phải vợ không xin được việc nào hay không, anh cho biết khi chuyển cả nhà gia đình lên Hà Nội, bà xã không đặt nặng vấn đề công việc, chủ yếu là để gia đình được đoàn tụ. Tôi cũng đỡ đần được vợ con, không phải sống cảnh một chốn đôi quê. Nhưng ở một thời gian thì vợ tôi mới nhận ra là không quen với cuộc sống ở đây. Vợ tôi sợ nhất cảnh tắc đường, đông đúc và chật chội. Ngoài đường đã thế, về nhà cũng chật vì chỉ có hơn 30m2 cho 5 nhân khẩu, trong khi đang quen sống rộng rãi ở Hải Phòng. Được biết ngôi nhà ở Hải Phòng của anh 4 tầng rất khang trang và lịch sự. Rồi ở Hải Phòng, hải sản lúc nào cũng tươi, đi chợ lại rẻ hơn ở thủ đô rất nhiều. Nói chung là nhiều thứ cộng lại khiến chúng tôi quyết định đưa các con về Hải Phòng. Mình tôi ở thủ đô. Nói là một chốn đôi quê nhưng theo anh, được cái giờ đi lại cũng thuận tiện, chỉ một tiếng là đã có mặt ở nhà. Bao năm qua tôi ở Hải Phòng nhưng đi diễn tỉnh Hà Nội cũng nhiều nên bà xã cũng quen với điều đó. Giờ tôi đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội thì cũng không có nhiều xáo trộn lắm, quan trọng là mình biết sắp xếp thôi. Các con tôi giờ lớn rồi, bà xã cũng đỡ vất vả. Dương Hải sinh năm 1968 nói và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Táo kinh tế cho biết do mới chuyển công tác nên còn nhiều thứ bộn bề, muốn đổi nhà rộng hơn thì cũng chưa thể vội được. Nghệ sĩ sống được bằng nghề thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người nổi tiếng, chừng nào còn được khán giả yêu thương thì còn đi diễn. Trước khi chuyển công tác lên Hà Nội, nghệ sĩ Quang Thắng từng chia sẻ anh luôn ao ước mua được căn nhà rộng rãi ở đây để đưa vợ con lên, cả nhà gần nhau, cho con cái học hành ở thủ đô. Anh không phải ở nhờ nhà người này người kia mỗi khi lên Hà Nội diễn. Tuy nhiên tiền mua nhà gom góp được bao nhiêu thì giá nhà lại nên gấp mấy lần, nên cuối cùng anh nhận thấy dù làm việc ở Hà Nội thuận tiện hơn nhưng điều kiện sống ăn ở vẫn không thể bằng ở Hải Phòng được. Ngoài công việc ở nhà hát, nghệ sĩ Quang Thắng còn đắt sâu ở các lĩnh vực phim truyền hình. Anh cho biết vừa hoàn thành xong bộ phim truyền hình dài tập mang tên Râu Quặp và một phim nhựa của Ngô Thanh Vân mà anh từ chối tiết lộ tên phim khi nhà sản xuất chưa cho phép công bố. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.